Rồi, xin chào mọi người trên YouTube. Hôm nay mình làm một cái clip mình giới thiệu về cây ngải. Đây là cây cỏ đồng tiền. Rồi, cây cỏ này là phù hợp với cái phong thủy của người tuổi Tỵ. Rồi thì đối với người tuổi Tỵ thì cây cỏ đồng tiền sẽ giúp cho người tuổi Tỵ là gặp nhiều may mắn. Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và hơn thế nữa là giúp cho cái người tuổi Tỵ này là bớt cái những cái suy gủi trong cuộc sống. Thì cây cỏ đồng tiền này là nó tượng trưng cho đồng tiền. Đây. Nó cũng giống như đồng tiền, nó không phải là cây rau má. Mình nhìn sơ qua thì nó tựa như cây rau má, nhưng mà khi mà nhìn kỹ lại thì nó không phải là cây rau má. Đây là lại là cỏ đồng tiền. Cỏ đồng tiền sẽ giúp cho người, đặc biệt là theo phong thủy của người Trung Hoa đó, là giúp cho người tuổi Tỵ là gặp nhiều may mắn. Rồi thì cái cách để mà trồng cỏ cây đồng tiền này là nó không khó. Thì mình mua về đó thì mình cứ để nguyên như vậy cũng được. Thì cái chậu này là mới mua về ngày hôm qua. Hôm qua thì mình mới mua về nè. Mới vui về thì đây thì nó có để là có đất có sẵn rồi. Đây là mình chỉ tưới nước chăm sóc, nhưng mà mùa mưa này là mình không cần tưới nước nhiều, tại vì mùa này là mùa mưa nó xuống thì mình không cần tưới. Thì cây cỏ đồng tiền là nhìn sơ qua thấy lá nó rất xanh, nhìn rất là bắt mắt. Thì tình cờ là mình đọc trên mạng, mình thấy là cỏ đồng tiền là nó có chức năng giúp cho cái người tuổi Tỵ gặp may mắn trong cuộc sống, nên mình phải mua về. Cái đó gọi là phong thủy của người Trung Hoa. Bởi vậy mình luôn tin rằng là cây cỏ này sẽ giúp cho người tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn. Đó là một dạng cây phong thủy. Thì bà con cô bác nào là có tuổi Tỵ á thì nên mua một chậu để mà chăm sóc. Biết đâu cây cỏ này là nó giúp chúng ta may mắn, chúng ta thành đạt thì sao. Bởi vì mình phải tin vào cái phong thủy. Phong thủy đây là phong thủy của người Trung Hoa. Đó. Rồi sẵn đây mình giới thiệu cho anh em cô chú gần xa thêm một loại cây nữa. Đây. Đây là một loại cây cỏ. Thì đây là cũng mới mua ngày hôm qua luôn. Đây là một loại cỏ như là người Việt người ta gọi là cỏ lăng chi á. Nhưng mà này á là khi mà mình trồng cái này đó là nó gọi là một cây ngải. Ngải này giống như là ngải nàng truyền thì vậy đó, nhưng mà nó không có quắn. Ngải nàng truyền thì nó quắn. Thì đây là hai thứ này, nếu mà tính kỹ lại là nó sẽ là hai cây ngải. Thì chúng ta biết sẵn thì cây ngải ngoài cái chức năng làm thuốc ra, thì ngải là một cái loại đồng, một loại thực vật có linh hồn. Chúng ta càng chăm sóc thì nó sẽ càng phù hộ cho mình. Ví dụ như ngải này nó sẽ giúp cho mọi người xung quanh ta quý mến ta nè. Đây nè, cái người ta gọi là cỏ lăng chi. Nhưng mà trong cái bộ sưu tập ngải thì được, nó cũng tựa như ngải nàng truyền á quý vị. Đây là loại ngải. Hai cây này gọi là ngải. Ngải này là người ta gọi là ngải đồng tiền nè. Nó y gan đồng tiền, thấy không? Lá nó gần giống như đồng tiền. Đó là ngải đồng tiền. Thì chúng ta thì cũng có một số trường hợp là người ta thích trồng ngải. Nhà mình ngải nhiều lắm. Khi nào mình rảnh á, mình sẽ làm video thật nhiều nói về cây ngải, cũng như có tác dụng làm thuốc hoặc là có tác dụng khác.
Xét về cái phương quan niệm tâm linh á, ngải sẽ giúp cho con người ta sẽ phù hộ cho ta một điều gì đó. Ví dụ như cây ngải này đây, nó sẽ giúp cho ta gặp nhiều may mắn nè, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi cái thứ hai nữa là sẽ giúp cho những người xung quanh ta luôn quý mến ta. Đây, ví dụ như đi đâu người ta cũng có người quen biết, người quen biết người ta sẽ tiếp đón mình nồng nhiệt đó. Cái này gọi là ngải, đó là cái tác dụng của ngải. Rồi thì trồng ngải nó không khó, mình sẽ trồng, mình sẽ kiếm gom mục, có gom mục mình trộn đất xong rồi mình để vào chậu. Thì ngải thì nó thích hợp ở những chỗ mà có bóng râm, mình nên trồng vào chỗ bóng râm thì nó sẽ tốt hơn. Còn khi mà mình trồng mà để phơi nắng á, phơi nắng gặp mùa khô thua luôn, mùa khô là nó sẽ hư ngải hết đó. Đây là cái ngải đồng tiền đây, mình tìm mua ngải đồng tiền này từ lâu lắm rồi nhưng mà không gặp, chỗ tìm người ta không có. Bây giờ mình mua được, mình rất là quý mến nó, mình mừng lắm, mình mua được nó rất mừng lắm. Rồi hàng ngải này nè, rồi hôm nay thì mình làm video nói về hai cây ngải này để giúp cho mọi người trên YouTube có tìm hiểu về cây ngải này, thì cũng nhờ mọi người đăng ký kênh ủng hộ mình với, tại vì đây là mình cũng mới làm đầu tiên về cây ngải à. Đó, mình xin cảm ơn các bạn và mình chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là phòng phòng tránh được cái thiên tai lũ lụt và những căn bệnh của xã hội, nó ví dụ như bệnh Covid đó, và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi video này xin kết thúc và tạm dừng tại đây. Mình rất mong các bạn ủng hộ kênh YouTube của mình, đăng ký kênh, like và ủng hộ ha. Rồi thì những thời gian tiếp theo mình sẽ làm về những cây ngải nữa, tại vì nhà mình trồng ngải rất là nhiều chậu. Mình xin chia sẻ cho các bạn những loại tên cây ngải và cũng như công dụng thần kỳ của cây ngải. Rồi xin mời các bạn chờ xem những clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.